Kính thưa quý vị, Việt Trung thống nhất về cơ chế làm việc của nhóm tham vấn phát triển hàng hải chung. Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc thống nhất về cơ chế và khung làm việc của nhóm tham vấn phát triển hàng hải chung và các vấn đề liên quan đến tranh chấp Biển Đông tại một cuộc họp tại Hà Nội hôm 14 tháng 11 vừa qua. Truyền thông nhà nước Trung Quốc loan tin, cuộc họp có sự tham dự của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia Cộng sản Việt Nam là ông Trần Duy Hải và Phó Vụ trưởng Vụ Biên giới và Hải dương Trung Quốc Dịch Tiên Lương. Mục đích cuộc họp là nhằm thực thi sự đồng thuận cùng nhau phát triển trên biển mà hai nước đạt được nhân chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tới Việt Nam hồi tháng 10. Buổi làm việc ngày 14 tháng 11 cũng chuẩn bị cho cuộc họp khoáng đại của đoàn đại biểu thương thuyết về vấn đề biên giới của hai chính phủ Việt-Trung.